Xin chào các bạn nhé, mình là Ninh Táo. Hôm nay thì mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta sẽ chuyển qua là phần gập giấy rồi là viết hoành phi. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng thao tác chậm hơn một chút để cho các bạn có thể nhìn thấy được. Vì hôm trước thì có một số bạn, các bạn ấy có nhắn tin cho mình bảo là thầy gập giấy và quá trình mà thầy viết những cái điểm gập và những cái điểm móc ấy em chưa nhìn được kỹ và cũng chưa nhìn được rõ vì là tốc độ nhanh quá. Thực tế thì khi mà chúng ta thấy là gập giấy thì có thể chậm nhưng quá trình mà viết chữ ấy thì nó còn phụ thuộc vào cái độ loang mực rồi giấy bút nữa. Thao tác mà chậm quá thì cũng không được tạo ra được những cái đường nét nó trơn tru, rồi là những cái đường nét nó không thể nó mượt, nó cong hay là nó có thể đảm bảo được cái tiêu chí yêu cầu. Đấy. Và rất dễ là mình sợ là những cái loại giấy mỏng thì nó sẽ bị lem mực ra. Cho nên là các bạn cũng cần chú ý. Quá trình gập giấy thì chúng ta vẫn viết những cái bức hoành phi là bốn chữ các bạn nhé. Đấy, gập từ trái. Đấy, xong lại lật bút lại và căn lề cho mình. Thì cái phần thượng khoản và hạ khoản thì các bạn cũng hết sức lưu ý cho mình là các bạn viết ở phía bên nào. Ví dụ như là các thầy thư pháp bên Trung Quốc, bản địa, người Đài Loan thì họ đều viết ở phía bên tay trái. Còn ở phía bên tay phải này thì là ở Việt Nam mình thì là thường sẽ là viết. Đấy. Các bạn căn lề ra và các bạn nhớ là miết cho mình những cái đường ô ly này, cũng cần chú ý là đừng có miết mạnh quá, miết nhẹ nhẹ thôi nhé. Không là quá trình mà các bạn đẩy mực vào nó sẽ bị khuyết. Đấy, viết vào mực nó sẽ bị lõm xuống những cái đường gấp ấy, đường gấp của giấy ấy, là nó sẽ bị đứt đứt mực. Thẩm mỹ nó không được đẹp. Đấy. Chúng ta viết được gọi là bức hoành phi này. Bây giờ thì mình sẽ viết cái bức hoành phi đại tự vạn cổ anh ninh, thì mình sẽ viết chữ vạn trước. Như vậy chữ vạn này nó sẽ bao gồm là một bộ thảo, phía bên trên là dạng giống như là bộ điền, sau đó phía bên dưới là bộ nhựu các bạn nhé, nhưng được kéo sổ thẳng từ trên xuống để nối hai bộ thủ với nhau. Trên được viết thu và dưới được viết mở rộng sang hai bên. Kết cấu của chữ Hán này là kết cấu trên giữa dưới, đúng không các bạn? Trong 36 kết cấu chúng ta đã học thì kết cấu này là gọi là kết cấu trên giữa dưới. Như vậy sẽ có một bộ được viết nhỏ, một bộ được viết vừa và một bộ sẽ được viết lớn. Đấy. Trong một chữ Hán mà viết từ trên xuống dưới và có thêm một bộ ở giữa, tức là ba bộ thủ liên tiếp với nhau, thì sẽ có một bộ được viết nhỏ, một bộ sẽ được viết vừa và một bộ sẽ được viết lớn. Chúng ta sẽ căn cứ vào hình dáng cấu tạo các nét của bộ thủ đấy. Sang phía bên tay trái này thì nó là chữ cổ. Đấy, chữ cổ này thì nó sẽ có bộ thập và bộ khẩu. Khẩu chúng ta nhớ viết to ra hơn một chút. Đại tự vạn cổ anh ninh này thì là một trong những cái bức hoành phi mà hiện nay thì được treo ở trong những nhà thờ họ ở Việt Nam mình có rất nhiều. Thì bức hoành phi này có ý nghĩa là muôn thuở linh thiêng. Đấy. Bức đại tự này là giúp tỏ ý tôn kính đối với đấng bề trên, cụ thể là cha ông, các cụ phù hộ tổ tiên, thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đời sau dâng lên ông bà tổ tiên. Đấy. Như vậy là bức hoành phi này thì mình thường thấy là treo ở trong những nhà thờ họ là nhiều. Hiện nay thì con cháu đã có nhiều điều kiện hơn cho nên làm những cái bức hoành phi mạ thiếp vàng và với một cái kích cỡ rất là lớn, từ 50 tới 60 phân. Đấy. Và dài hàng hàng mét, 2 mét cũng có. Đấy. Thì là những cái bức hoành phi rất là gọi là trang nghiêm và lớn, đúng không các bạn? Thế thì với chữ linh này thì chúng ta thấy là những cái bức hoành phi ấy thì chúng ta nên viết vào thể khải thư để cho các bạn trẻ hoặc là con cháu sau này hậu duệ người ta còn có thể học về chữ Hán, người ta có thể đọc được. Chúng ta tránh viết những cái bức hoành phi mà theo nối thảo thư này, hành thảo này, là những cái nét mà nó dính vào nhau nó sẽ hơi bị rối và khó đọc, khó luận, thậm chí là có thể là viết bị thiếu nét và bị sai nữa cơ. Hoành phi nó chỉ có bốn chữ thôi, cho nên chúng ta cố gắng viết các chữ Hán làm sao mà rõ được các nét. Thì với chữ linh này chúng ta sẽ viết ba bộ khẩu. Đấy, viết theo khải thư ba bộ khẩu. Đấy, sau đó bên dưới thì là bộ nhân. Còn nếu như mà chúng ta viết theo nghệ thuật ấy thì chúng ta có thể thay cái bộ nhân này thành các nét chấm cũng được. Đấy, nhưng mà chúng ta không nên thờ. Đấy, thì nếu mà đã thờ thì phải viết những cái nét chữ chuẩn. Đấy, tránh trường hợp là sử dụng một số những chữ Hán dị thể quá.
Đấy thì cũng cần lưu ý cho mình. Cố gắng viết rõ được nhiều nét, rõ nét, rõ chữ thì nó sẽ ý nghĩa hơn, hay hơn, tại vì nhiều người đọc được hơn. Đấy. Vạn cổ anh linh các bạn nhé. À, như vậy là mình đã hoàn thành được thêm chữ linh này nữa thì là cắt nét này, đuôi nét ngang này. Đấy, gập vào như thế này theo kết cấu của chữ Hán. Thì kích cỡ của chữ này nó rơi tầm khoảng 25 phân, là phù hợp với lại những cái bức hoành phi bình thường. Chúng ta cùng ngắm lại một lần nữa bức hoành phi vạn cổ anh linh. Chữ anh này thì mình đã viết nét sổ ngắn ở giữa và bên dưới là nét phẩy và nét chấm để tạo ra cái hồn bóng của chữ nhìn khỏe khoắn, sinh lực hơn. Đấy, phần hạ khoản thì mình có viết ở vị trí phía bên tay trái. Hello, xin chào các bạn, mình là Ninh Táo. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới cây bút lông mà mình viết thư pháp. Đây là loại bút lông mới về. Thì ở đây các bạn thấy là bút lông này thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó để viết chữ. Thì các bạn sẽ xem cái độ đàn hồi của nó nhé. Bút lông ấy, quan trọng nhất của một cái cây bút mới mà khi chúng ta mua, chúng ta cần phải hội tụ được bốn cái yếu tố. Đó là tiêm tề viên kiện. Tiêm tức là đầu nhọn này, tề tức là nó sẽ bằng khi nào chúng ta ngâm ngâm gọi là lông nó mềm ra thì các bạn sẽ đo thử xem mà các sợi lông nó sẽ bằng với nhau. Còn viên tức là nó sẽ tròn tròn như búp măng như thế này mới là chuẩn các bạn nhé, dày dày chuẩn. Đây người ta có keo đây, bút mới thì keo bao giờ nó cũng sẽ cứng. Cái này ngâm tầm khoảng 2 đến 3 tiếng nó mới mềm và nó mới tan keo ra được nhé. Còn cuối cùng là kiện. Muốn biết được kiện hay không, tức là nó khỏe, được đàn hồi hay không ấy, thì chúng ta cần phải ngâm nhá. Phải ngâm trước thì mới biết được. Bây giờ thì mình sẽ đo cái chiều dài của cái sợi lông này. Nó khoảng 6 phân. Kích cỡ chữ chúng ta viết rồi nó rơi tầm khoảng một gang tay. Khoảng tầm 20 tới 25 phân gì đấy thì sẽ là khoảng vừa đẹp. Còn các bạn viết to quá thì chúng ta cần phải đổi sang cây bút mà lông nó dài hơn khoảng 7 hoặc 7,2, 7,5 gì đó nhé. Được rồi, đó là cái phần mà mình giới thiệu bút cho các bạn. Ba cây. Thì viết đại tự thì mình cũng sẽ chỉ sử